Hồi nãy chị la là lên không có ai order hết. Nãy chị la lên đó. Người yêu em chắc cũng thương em dữ lắm. Ủa, em xài cái phần mềm like nào vậy? Hả? Chết rồi, em chỉnh sao mà bây giờ nó tùm lum hết rồi anh ơi. Hello em, nó đôi chồng quốc phi. À đây đây đây. Tự nhiên em chỉnh sao ra đó hay vậy? Anh vô mấy cái màu mẹ đó, nhưng mà thôi xài màu nhức đầu dữ lắm. Mà thấy. Hello, mình đã em yêu. Dạ. Sao cái này rồi? Bị tối vậy nha. Xin chào mọi người. Dạ. Cho anh sáng lên tối. Hay là do màn hình đêm tối ta? Màn hình đêm tối. Em sợ tiết kiệm pin. Hello, hello. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hiện tại gì vậy? Không sao, không xét comment hết chưa? Ủa sao không thấy comment vậy? À rồi rồi, tại vì em không em kéo dấu. Đây. Ủa người ta livestream kệ người ta đi. Chị Diệu Nhi. Nghe tiếng mới nhận ra luôn. Xin chào. Ủa sao camera bên anh đẹp hơn bên em vậy? Không biết. Bên em mặt mụn quá nè. Nè nhấn vô đây nè. Nhấn vô đâu? Nhấn vậy là sáng lên đã, sáng lên đã thấy không? Ôi nó sáng lên mặt em còn ghê hơn nữa. Tại dạo này á thức khuya đi quay quá. Xin chào mọi người. Dạo này sữa chuối hả? Xin chào Siêu Nguyễn. Tại tôi diễn kịch mà. Cái gì nữa chịu? Chi vậy? Không thích. Mình nói mình nghi. Ok, mình đòi gọi tên nó cái nè. Gọi tên cái gì mà gọi tên, người ta đang chat với fan người ta. Muốn gọi tên nó vô fanpage của Diệu Nhi đi coi ông Huy này chi. Nè cái ông này gọi, nè cái ông này nè. Đó. Tự nhiên bắt người ta gọi tên fan ổng mà fan tôi còn chưa gọi tên nữa. Hello, hỏi mụn rồi. Đang diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ nè. Để Nhi xíu nha. Để Nhi tắt bớt mấy cái ứng dụng này kia để cho 3G nó mạnh chút xíu. Để xíu nha bà con. Hello. Chị ơi, chị vô cái Facebook cá nhân của em coi có. Em có share cái livestream em chưa chịu? Mày chậm quá, không có tải về được. Xin chào mọi người. Gọi tên gì? Giống người yêu cũ đã lấy chồng của mình ghê. Khoe Trần. Ủa tự nhiên tôi giống người yêu cũ của ai vậy? Hôm nay đi diễn kịch Chuyện Tình Bangkok. Hello, hôm nay anh đang diễn. Sao có thấy nó bị hello anh Thành Chí. Sắp xếp lại cái đặt. Thật ra ngày hôm nay đó tại vì mọi người biết sao không, Nhi uống nước mát rất là nhiều, nhưng mà tại vì đi quay á, về trễ mà còn á, mà còn dậy sớm nữa, uống nước rất là nhiều luôn, ăn rau này kia, đem theo trái cây rất là nhiều, nhưng mà vẫn bị nói mụn, đang bị nóng trong người. Em có không chịu? Thực ra ngày hôm nay trời mưa. Trời mưa cho nên là chỗ chị có mưa lâm râm, nhưng mà cũng may mắn là khán giả đã đi đông đủ để xem kịch Chuyện Tình Bangkok. Tối nay diễn thêm một suất nữa là suất kịch Tình Lá Diêu Bông. Thực ra thì ngoài nói chuyện với mọi người thì ngày hôm nay Nhi rất là có nhã hứng để mà ngứa mặt quá, mấy ngày liên tục ngứa mặt quá. Xịt miếng nước ra. Rất là muốn hát cho mọi người nghe những cái bài hát mà Nhi yêu thích để chút xíu nha. Tôi là Trúc Dương. Ủa thì sao? Kêu tên thế gì Trúc Dương? Tôi là Trúc Dương. Bị điên hả? Ủa bị điên rồi đúng không? Trên đoàn trời mưa ốp rồi hay sao mà đi về vậy? Trúc Dương ơi, nếu như mà đoàn ốp rồi thì bánh tráng trộn. Trúc Dương bánh tráng trộn. Trúc Dương bánh tráng trộn.
chúc dương bánh tráng trộn. Đã 5 phút trôi qua rồi. Ta ta, khô gà có khô gà. 0933704455. Lạp xưởng tươi nữa nha mọi người. Anh Huy đã mua một bịch rồi. 3 bịch. 3 bịch hả? Thôi có 2 bịch rồi mua đỡ đi. Ở sao vậy? Mà mua 3 bịch luôn mà mang về. Có thiệt không hay là đang ai kêu giả bộ mua khô gà. Mọi người ơi, anh Huy đã mua khô gà cho Diệu Nhi kìa. Ở sống sắm hay đẹp quá vậy? Đúng không? Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Bấm này hả? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà màu em vẫn bị không đẹp bằng màu anh vậy? Không, không vậy hả? Em để tạm vô đây coi. Hay là do da á. Da em đang bị hello chưa nè. Có đâu, ngồi ngoài mưa nè. Ủa, ngồi ngoài mưa hả? Chưa có. Còn 2 bịch rồi hả? Không ướt đồ rất to hả? Để anh lấy hồi em kêu chị đem lên đây. Cho em. Đem lên đi hả? Không. Bịch này là nhiêu đâu quên này. Thôi để hồi em kêu chị em đem lên thêm. Bao nhiêu? 100 mấy quên này. 108 rồi. 106. Em không có nhớ, đâu có mang đâu. Thôi bán 150 được rồi. Nhớ khô. Đã lành bệnh nữa nha. Cái nhà Diệu Nhi đánh khô gà nha. Lạp xưởng tươi nữa, nói luôn giùm em cho fan em biết đi nữa. Có ông anh nè, ngày xưa học chung lớp giọng luôn nè. Đó. Hello cả nhà. Nghiện live stream lắm, live stream một lần nhiêu. Trời ơi, có 11 người coi à. Trời ơi, live stream có 11 người coi. Nè, ổng live stream nè. Có 11, 13 người coi. Vậy đó mà thấy thương lắm. Ngày nào cũng live stream. Anh Huy qua đây cho anh coi nè. Em là 1.4k. Thì là thấp rồi đó, tại vì trời mưa. Những ngày nắng là không có ai coi. Cả nhà có bị Nhi mua đó. Bây giờ Nhi sẽ hát cho mọi người nghe. Bài hát còn như đến luyện tập cả tuần nay. Ngày nào đi quay những lúc rảnh rỗi mệt mỏi cũng nghe, cũng hát theo hết. Mọi người hãy nghe và đoán xem là bài gì nha. Mặc dù tất nhiên là hát sẽ không hay và không chuẩn lắm, nhưng mà ai có hứng hát, tại vì trời mưa chứ lại lâu quá không có live stream để hát cho mọi người nghe. Kể từ... Ủa sao kìa Nhi ơi. Tại vì tối nay anh diễn... Cái Nhi bảy nhau kìa. Tối nay anh diễn... Hôm nay diễn 2 suất. Đầu anh diễn... Chương trình tăng tốc. Trịnh Minh Dũng, anh Trịnh Minh Dũng có bán tép mỡ. Anh Dũng ơi, số điện thoại tép mỡ của anh là mấy? Tép mỡ là tép mỡ mà làm khìa nước mắm á mọi người. Mọi người có ai ăn nước mắm khô quẹt không? Thì bình thường nước mắm khô quẹt của mình là sẽ phần nước mắm nhiều. Nhưng mà cái tép mỡ của anh Trịnh Minh Dũng, diễn viên Trịnh Minh Dũng á, là mình sẽ là anh đóng phim ô tô á, mọi người nhớ không? Là sẽ có cái tép mỡ nhưng mà rất là ngon, ăn không có bị béo mà nó rất là giòn. Ăn với cơm cũng ngon mà ăn không cũng ngon. Nhiều lúc như đi quay thì cũng hay mua tép mỡ khìa với lại đậu phộng rang muối của anh Dũng. Số dắt luôn. Tại vì á đa số đi quay diễn viên á là ít có thời gian mà ăn đúng giờ, cho nên mọi người hay đem theo đồ ăn vặt. Nhi sẽ hát cho mọi người nghe bài hát mà Nhi đã tập cả tuần nay rồi. Sẽ không có chuẩn đâu, sẽ cũng không có hay nữa, nhưng mà là do này Nhi thích đó. Để xem bao giờ thì yếu quá vậy ta. Để Nhi xem xíu nha. Ủa, 3G yếu quá vậy nè. Mọi người đợi xíu nha. Xin chào các bạn. Anh ở cái nhà làm gì? Anh Huy 3G anh mạnh không? Ừ. Ôi trời. Để đi diễn đi trời mưa. Dễ giờ quên rồi. Đây Nhi sẽ đây. Mọi người sẽ nghe rất là quen luôn. Chuẩn bị hát nha. Tránh cái tình trạng đang ăn uống nha mọi người. Dĩ nhiên bán khô gà nha cả nhà. 120. Nóng quá nổi mụn. Trời đất ơi 3G. Anh Huy còn live stream không? 3G em, 3G yếu à. Không, điện thoại nè. Xe từ đó qua. Vậy hả? Hả? Xe đi. Xe nhanh lắm. Mọi người đợi xíu nha, để xe 3G cái đã. Tối mai đi nha. Xe 3G, xe 3G. Tối mai đi nha, đến nè.
Ok, xe xong. Cũng là tập trung đó là gì hết cả nhà. Đây, mọi người ơi, ai đang livestream mà coi của anh Huy muốn nghe gì hết á thì qua bên fanpage của Nhi nha mọi người. Ở đâu ra mà hả? Fan hâm mộ của anh mà. Fan hâm mộ em đây rồi. Có 11 người. Mới đi ra mà tuột mấy trăm người nữa kìa. Có 11 người đó dành dự. Ấm thiệt đó mọi người. Chỉ gọi đầu thôi. Vậy có gì đi chứ. Ủa em đã đang chơi gì hả? Em đã đang chơi gì hả? Tuấn. Đây, Nhi sẽ hát cho mọi người bài này. Bài Nhi rất là thích. Đoán xem là bài gì. Chuẩn bị hát cho cả nhà. Hát nhiều qua đây cả nhà. Bài gì vậy? Chờ làm khi chẳng thể hư thế cùng. Để khi mà hàn chẳng khi nào with her. Bài này nha mọi người. Bài này Nhi thích lắm luôn á. Ngày xưa là thuộc cái bài này mà ghi ra cái kiểu mà phiên âm tiếng Việt, tiếng Hàn mà mình đọc thành tiếng Việt á, thích lắm. Mà dù hát không đúng nhưng mà mê chứ biết sao giờ đúng không? Ngôi sao cô đơn. Ngôi sao. Chúc mừng nhân Ngọc cô đơn. Hoa. Của Minh Hằng hả? Ngôi sao cô đơn. Karaoke. Đây, karaoke đúng rồi. Có sao cô đơn nha. Đó. Trên đó là mình sẽ chọn cái này. Đúng rồi, này trên. Nhiều hát không? Và bây giờ chính xác là ngôi sao cô đơn. Hát thiệt đó, tôi không hát nhép đâu nha. Ngồi trong căn phòng trống có cơn gió lùng, giữa màn đêm thanh vắng chỉ em vẫn thương nhớ buồn. Nhưng vì sao trời sáng cả đêm dài, người yêu ơi vẫn mãi nơi đâu. Từng ngày em trông ngóng có thu say. Để mình em đau đớn buồn. Anh ơi anh có hay biết chẳng từng ngày em trông ngóng đợi chờ phút giây đôi ta cùng nhau mà sao quá xa xa ngàn trùng chỉ mình em mỗi tháng chỉ có nơi đây mình em mãi mong chờ từng giọt nước mắt.
chất chứa trong con tim này mơ vì sao kia dù rằng anh nào hay biết sẽ không chỉ giữ riêng và giữ anh trong lòng em dù cho có cách rằng nhìn chung thì em sẽ bây giờ nhá, mà tuột người lượt view á, tôi cũng không quan tâm nha, tại vì tôi là tôi thích hát thì tôi hát thôi, tôi hát tặng cho các bạn fan của tôi, fan cứng của tôi chỉ có mấy 40-50 người gì thôi. cái quan trọng tuột bao nhiêu cũng được, miễn là tối đáp là phải là tối thiểu chứ, tối thiểu là phải là 50 người đó. Bây giờ mình sẽ hát bài bài hôn đi, bài hôn anh nha, bài hôn anh cũng dễ thương. Mọi người ơi, lâu lắm rồi tôi mới có hứng hát đó. Hôn anh karaoke. Ở cái điệu bài này vẫn chưa thuộc lắm. Mọi người cùng lắng nghe nha. Thôi đừng hát nữa hả? Ai kêu tôi đừng hát nữa thì thôi đừng coi nữa nha. Và đừng nghe nữa bạn. Chào cả nhà, đang live stream tự nhiên bị hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Nên đôi môi ấm nóng một hôn nhẹ nhàng bấn khoăn. Chữ chạy chậm. Ôm anh, tôi muốn được hôn anh. Khúc sức mộng kia. Tao mà có chữ chạy chậm quá, karaoke mà chữ chạy chậm như vậy sao mà người ta hát kịp, nhạc tới nơi rồi còn chưa hát được nữa. Chắc là bài gì của Duy Tâm mới mở ra qua này. Anh Duy Tâm. Duy Phật. Bài cớ sao chia tay hả? Bài cớ sao chia tay đúng không Mỹ Hương? Cớ sao chia tay. Có sao lại chia tay hả? Có sao lại chia xa mà? Chị Nhi hát ảnh hưởng nó sống ở bên này luôn đó cả nhà. Có sao giờ lại chia tay? À, giờ lại chia xa? Kìa sao chị hát hay dữ vậy? Kìa trời ơi em tiếc Nhi thì khéo nói đó hà. Cả thế giới này kêu Nhi nó hát dở đó, một mình em kêu hát hay đó. Trời quá đất rồi. Có sao giờ chia xa là hát theo yêu cầu của bạn fan hâm mộ nha, chứ là Nhi chưa có thuộc điệu. Lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi cũng là lần đầu. Dạ mẹ gọi em á. Vâng vâng, nói chuyện kêu cái quên luôn rồi. Con chào chú Tiểu. Chào chú Tiểu. Bắt đầu chú đi nghe đi ta. Bắt đầu chú đi nghe chú. Hả? Bắt đầu chú đi nghe. Chỉ riêng mình em. Đâu chỉ riêng em. Rồi thôi phải đó luôn hả? Đâu chỉ riêng em, bữa giờ Nhi có nghe nha. Tại vì đang đã hứa với lại các bạn fan của Nhi Nhi là sẽ học thuộc bài đó để cover lại cho mọi người. Khá lẹ. Chị nghe thấy không? Không luôn. Sao bữa nay sân khấu ồn quá ta, chị nói mọi người ở ngoài nói diễn nhỏ nhỏ giùm em được không? Không nghe được nhạc. Mày tắt lại đi luôn. Xin lỗi, để gì bắt cái đồng cái. Anh. Những điều em làm được sâu. Rồi, rồi vô tông rồi. Chị có nghe em hát không nè? Của chiều lớn hơn hả? Chị search giùm em đi YouTube á. À, triều nhưng mà đừng bỏ vô đây nha, tại không làm cái này. Đúng rồi. Bài gì vậy Nhi? Dạ. Bài chỉ riêng em hả? Đâu chỉ riêng em karaoke. Yeah. Tại vì loa không có nghe được, không có cảm nhạc được, tại vì không có bắt tông thì làm sao mà hát hay cho được. Mọi người chê hát dở nữa, tôi có phải hát dở đâu, tại nhạc nhỏ chứ bộ. Mà chúng ta có một người bạn có tâm hỏi sao mà không có lúc nào em đi quay chương trình em cũng gọi Hải Triều là vậy. Thương dạ, chương lắm, chương lắm. Người coi còn đang nói xài 1,000 mấy nha.
to này luôn. Đỡ hơn, đỡ hơn. Với lại tại cái nhà này con đi mà. Mày thấy tao biết điệu nhạc đúng không mày? Thôi đi luôn đó mày. Nè, bộ tắm chuột này rồi nè mấy má. Anh không nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết chuyện quanh quanh. Những chiếc hôn vụn trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới, nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em chỉ muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu, và đừng nói nhiều hát dở. Anh luôn nói rằng anh yêu mãi, xin một trái tim dành trọn cho em. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết chiều ơi anh lạc tông hết rồi. Nốt đắng cay vào lòng, nốt dòng nước mắt hấp sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa. Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Đợi đợi. Cho dù con tim này luôn mong người ước anh, nhưng giờ mê say một ai kia nào có hay. Để giờ đây đang cay, còn đâu tình là mãi mãi. Và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy bài diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi. Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Tình yêu gì và đừng nói yêu em nữa đi. Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Chiều này vô duyên quá hả? Thôi được rồi, cảm ơn Huy. Bye bye. Bởi vì anh Huy ghê, đang live stream mình ghê bỏ live stream. Trời ơi, xuống còn 4 người rồi nè. Xuống nhiều ghê, từ 13 người xuống còn 4 người. Bây giờ hát nhạc sớm đi. Hát nhạc sớm đi, ok, hát mình hát chung nha. Bolero bài gì? Bolero bài... Là chuyện của mình đang 1000 mấy qua hát xong ra. Dừng là nghe bay. Không hả? Cảm ơn Huyền My, cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ là thứ 3, sáng 3 giờ đúng không? Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Ok, nói lên được rồi. Thôi, em không biết hát. Đây là tốt hơn được nha, lấy cái này. À, mày hát theo nè. Hôm nay có bộ lại đó. Ok. Tự biết là nó cái này. Rồi, đưa, thấy được. Rồi, càng ngày càng hát càng xuống rồi, nhưng mà không quan tâm. Ok. Mây bay ngang đường. Ngang trời.
em nghe ở đâu? Mười năm nhìn lại vàng úa chiều nay. Hồi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay mang trôi trên vùng tóc xa. Bao nhiêu cơn mưa vừa cuối này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió. Gió gió ngầm. Tuổi nào vừa thoáng buông áo đầy vàng. Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trường. Xin cho tay em còn phút dài. Xin cho cô đơn vào tối ngày. Tuổi nào mang thành phố tóc mày cả. Bè nha bè nha. Em xin tôi nào bàn tay che dấu lệ nhòa ôi dùa tuổi nào vui thông xin đã nghìn thù hoặc hát bài khác đi hát một bài thiếu nhi vô một bài học sinh được không? Ê, mở nhạc nhắm mắt Ngọc đi thì đó mắt đã mình hát lời nhắn là nó dối đúng rồi. Mọi người có thể livestream của mọi người được không? Fan này không thích mấy bài này kìa. Đâu? Điên quá. Tuột rồi mọi người ơi, từ khi có triều vô còn 527 người. Mà. Hồi nãy là còn 1k mấy giờ còn 527 người. Triều ơi, nhiều Vinh Huy đừng có làm phiền em nữa được không? Vậy nó xạo. Cho em bài sành điệu đi. Bài gì vậy? Ờ để đưa nè. Mặc dù bài này á, ngày xưa dễ thương lắm á. Cái hồi 18-19 á. Chịch chân, 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 chịch chân. Bài hát này xin được gửi tặng đến Tây Nam Bộ, Huy Quang, Bình Viên, Trương Minh Hùng, Phú Gia Liên, Kiều Nguyễn, Nguyên Trần, Cái Mi, Siêu Nguyễn nè. Một hồi nữa hát, hôm nay hát bài đi Batito. Bài tiếng nước, nước nước ngoài. Ừ, hát theo tiếng ngoài luôn hả? Yeah. Từ nào mới vô lời thì nhảy mệt muốn chết luôn à. Đúng rồi. Thôi qua bài này đi hát bài Batito đi cho anh Tuấn hát nữa. Anh Tuấn biết hát bài đó kìa. Triều ơi, sao cái bài này không có ai? Bài Batito. Thôi đừng có hát nữa, hát tiếng Anh nữa. Chiều có hay bật cái bài bậy bạ làm tụt ai người ta hết. Chiều qua đây chiều. Và sau đây mình sẽ hát bài Đếp Ma Chi Tổ. Thế là cờ yêu cầu của Siêu Nguyễn. Anh Tuấn vô điệu. Come and chú đi chị ạ. Ok ạ. Oh no. Para vuestras tardes, sino que te comí con mi bebé. Despacito, vuelo que su gato y cadacito. Che la gatita de tachino. Y va a ser un turboto. Sube, 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 sube. Chiều, ¿qué phiên bản gì vậy?
nhà phim nữ kìa đi phim kìa phim ảnh đó tiếng Anh này mới hát được đó phim tiếng Việt mà đó phim ảnh tiếng Việt có bậy bạ rồi em không có hát đâu nè kè Robert kì rồi như như hai trường hát lại Despacito nha mọi người ê mạng yếu vậy. Dù tiếng Anh đi cái này nó có cái tiếng của nó là một hồi nữa là kêu của mình đi ngắt tại vì có tiếng bản quyền chứ mấy bài này không có bản quyền bài này nó không đã có bản cái này là chỉ có nhạc không có lời tiếng gì có lời không? Luôn là nó sẽ báo bản quyền là mình sẽ bị ngưng livestream hát con hiểu gì luôn trời ơi người hát không Come and move in my direction. Show them for them to show the lesson. Yeah, turn every person on hell. Yeah, oh, ooh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna show everything is so lonely, so lonely. You fit me, Taylor. Nghe chưa thấy gọi nè. Got me only key how to turn it one on. Listen my ear on. Có ai bắt tông tìm em không? Baby I hit with a last song. Do do a last song to soul. To me to me voice a trado. In my do a plan. Slow caprasendo. Slow come on. So oh yeah. Oh yeah yeah. 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 Despacito, pero no me olvido, mano. Despacito, de la tercera liga, busca esta hora de ido. Para cuenta de Luis Aguirre conmigo. Despacito, pero necesitate de por despacito. No se me suena de esto, al impartir todo. Y que te ocupo, esto te lo grito. Bueno, para tu celo, bueno, tu se va a ritmo. Vele que a tu dar y ves tu boca de la cubierta un fuego bonito. Te vas en la tan 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 colido. La chanta que tu dadito y ves tu tal de camino. Chitero beso al alilo de chapo de todo. Lo nefato que a la dolo mami asusta dolo. Se van a flores de conquigo te van a jepepe. Cái gì vậy? À, mệt quá. Giảm cân. Ok, rau củ quả. Ồ, mệt quá. Ủa, giò cái sụp đất rồi. À, món canh. Em nấu canh á, nhưng mà cho súp lơ. Rau mệt quá mọi người ơi. Quá mệt luôn á. Hát mà mặn mắt luôn kìa. Vậy nhìn hát bài ghen nha. Em muốn xong ngay với em không? Em muốn chiếu với anh không? Hay khỏi hả? Vô anh, vô anh. 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa. Bè. Có lẽ em đang bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ em đang say trong ao giác, từng hồn ghen như bừng cháy lên. Ghen quá đi, vì anh đang yêu thôi quá. Ghen quá đi, bởi vì anh đang quá yêu em. Ghen quá, vì anh đang yêu thôi mà. Lại đang ghen thôi mà, bởi vì anh đang quá yêu em và yêu em. Ba giờ sáng thanh phòng khuya đã ấm áp, bóng dòng tình em đã từng bước qua. Em ở đâu đã ngủ chưa hay vẫn thức? Hay bây giờ anh đến đây nha. Vô bè Tú ơi.
cũng biết về. Bài khác đây. Mình hát bài gì bây giờ anh? Bài quá này. Có đồ ăn rồi đấy nha. Bài có em chờ đi. Có em chờ karaoke. Mọi người yên tâm đi. Không có làm phiền mọi người nữa đâu. Đắp một cuộc tình. Chuẩn bị đi. Hát bài gì? Đắp một cuộc tình. Bài đang hot luôn em. Bài hát đắp một cuộc tình là bài gì vậy? Trời. Bài đắp một cuộc tình là bài gì? Phải không? Đang đi hết không? Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Vô nhịp giùm em. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thế nào.